chào bạn nha. Mới chúc tất bạn thật sự sức khỏe nha. Hôm nay mình với Tiến Anh đi thăm cái luồng 7 cán hổ ở Vĩnh Châu nha các bạn. Đúng lý ra là cái luồng này có 4 anh em, nhưng mà Hai Quy với lại chỗ mà trồng cần nó rút 7 về bạn ơi. Chơi bỏ của để người với chơi. Yếu quá bỏ chạy rồi. Lại tới đây là có hai em này chào mình nhiệt tình luôn. Bữa nay hai anh em mình thằng làm 7 con khoảng chừng ký 6 ký 7 vậy đó cho Hai Quy xanh mặt chơi nha các bạn. Cho các bạn xem cho nó sướng mắt nha. Ừ. Con bỏ giữa chợ hả? Ủa ta đặt vô đã rồi giờ trước bỏ ta lại. Ai nhỏ không này ổng ngủ mình xuống rồi chứ mình đâu ngủ không đâu. Ừ. Một hai chợ rút bởi về đến đâu đâu. Chưa chơi về tới nhà còn mình đây. Bởi vì mới nói. Còn nhớ không à chú hai? Chơi lần đầu nữa nghe. Lần thứ hai là phạt hai chai bích. Cho bỏ cái tật. Ngủ ghê đã rồi bỏ anh ta. Chơi gì ai chơi lại? Ở bên chỗ cái bờ sậy bên đó đó bạn, mình có đặt cái bên đó đó. Cái độ anh không? Hả? Cái đường này là anh Cúc vậy? Ừ, đường này anh Cúc vậy. Ừ. Rồi bây giờ hai anh em mình chia phe ra nha. Thăm cho nó nhanh nha các bạn. Có dính gắn đại ca vậy đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Hả? Không có. Ừ. Quên đem theo bể phụ luôn. Rồi cái đầu tiên của mình luôn nhé bạn ơi. Cái này là mình dính con hổ ngựa với em đại ca nha bạn. Bến này nè. Chiếc này lại coi có con gì không đây. Nắng không? Nhẹ bạn ơi. Nhẹ. Không có. Em chuột còn nguyên. Rồi, cho em bịt lúa. Rồi rồi. Tét quay ở đây rồi bạn. Tét nách đây. Rồi, đặt lại nha. Tiếp tục đây có con cái nữa bạn ơi. Mình nãy giờ cây ba cái rồi. Ba cái mà mất hết con chuột bạn. Biết sao mất 7 tự nhiên mất con chuột. Rồi nhẹ hiều nữa bạn ơi. Chuột còn nữa bạn ơi. Các bạn nhìn thấy cái gương mặt nào các bạn? Đang quạo đó. Đây là anh Hai Quy ha. Đó. Mình đi thăm 7 tiếng Anh dính con đại ca con này tầm khoảng ký 82 kg. Rồi mình review cho Hai Quy coi cho Hai Quy tức chơi nè. Có xe nha bạn ơi. Thì ở đây là địa hình ở Vĩnh Châu nha bạn. Dạ. Đó, đây. Đây là tác phẩm của em nó nè bạn. Thứ gì chịu nổi thứ này không? Quá xa rồi. Cái thành nào thành ấy. Biết xuống đi xuống tới đây kịp người ta chạy chưa rồi tới nhà rồi chứ. Vậy nào vậy đây nè bà. Ừ. Rồi má còn hơn con gái. Nổi dây gồng luôn. Nè. Con này nổi đúng nổi dây gồng luôn, nổi đúng hình. Nổi dây gồng luôn. Ghê chưa. Quá tài rồi chú Hai ơi, chú Hai. Ngo chứ mất con chú Hai ơi. Chở chở đó hai con đó chú Hai. Ôi trời trời. Chở một hai con đó chú Hai ơi. Khủng khiếp con gắn. Chê á, có người chê không đặt thăm. Anh Hòa có người chê chỗ đó không đặt á. Ừ. Để em vô đặt hết. Mình dỡ cái bẫy lên mà nó nặng như cục sắt vậy bạn. Dạ, nổi da vậy đó. Cái đầu như đầu trâu. Mày đầu gắn này không bự mà đầu gắn hổm à. Ừ. Mà cái ngược lại gắn này mình bự. Mình bự. Thành cái gắn này gắn cái. Mập cái gì. Nó có trứng không ta? Mà gắn này bụng bự quá, thấy bụng ghê luôn á. Có trứng nó có trứng ha. Mà con gắn kia thì cái bụng không bự mà đầu bự. Ừ. Bạn nhìn thấy đã ha bạn ha. Đó. Ơi sướng luôn. Sướng chưa? Cái đầu. Cái bá nọ. Hai Quy coi, Hai Quy tức lắm nha các bạn. Đó. Có gì đâu khè, ta có người ta cho coi thôi nè.
Thôi bây giờ mình sẽ thực hiện cái thao tác bắt gắn ra nha các bạn xem nha. Có nửa lòng không chú hai ơi? Bị tác phẩm gì bị ra nha, tác phẩm ra lò nha. Con này có mét rưỡi á, 2 mét, trời ơi, mét rưỡi á. Hết hồn nha ơi. Cái này chụp 2 cộng luôn á. Ừ, 2 cộng thì nữa tính sao. Quấn 2 lớp chụp thêm cộng. Chụp vô bao. Quá thứ ngắn cả nhà cái nhà. Không không phanh hết được luôn bụng luôn á. Quá khủng rồi. Cái ngắn gùm mình luôn. Sướng luôn cả nhà ơi, quá dữ. Trong đời mình lần đầu tiên đặt dính ngắn bự nhất nha. Con bữa hổm làm 1,5 kg lên tới đâu phá cái lực rồi. Chiếc này phá hơn. Trời. Quý thằng con gắn luôn. Hết biết cái bụng rồi nha. Nó không đen được, không được đen quyền luôn ha. Ừ. Sáp mà. Mà con này sáp, con này khủng khủng lồ luôn á. Sáp này sáp trắng anh ơi. Sáp trắng chứ không phải, sáp xe, sáp vàng. Hai lớp nữa nha. Rồi bỏ thêm bụng nữa, rồi vô cái bao nữa. Lại mấy con bự nè, mà làm chắc ăn chút rồi được. Sao lưng kia, sao lưng kia. Số ký luôn, con là bự rồi phải để số ký. Để 2 ký. Sao cầm cũng được. Đó, vô bao luôn, cọc luôn. Dây này. Những cọc tụng, cọc vô bao, cọc tụng hư hết. Đi gục quá. Cái bẫy này chắc vô nó chắc phải nổi. Nhưng mà sợ vô, dữ lắm luôn, quậy dữ lắm luôn. Hư gắn. Bẫy này mà nằm nửa bẫy trời. Mà bẫy yếu xìu bò đạp banh đó chứ. Sẵn là em đội thăm cái này luôn. Nó chấn này để không ghé đây. Thôi tuyệt nha. Từ hồi đó tới giờ luôn. Mới thấy ngắn. Này không còn cái gai nữa. Hết mẹ vàng gai. Rồi. Quá đã luôn cái nhà. Đổi nước uống đi. Quá đã luôn. Con này tầm khoảng ký 8 tới ký 9 nha. Bự lắm á. Nhưng mà trên 2 kg không nổi đâu. Ừ. Mà phải từ ký 8 lên. Đó, thăm bẫy ở Vĩnh Châu là vậy đó các bạn, loại gì đó. Ngang ngực luôn nha bạn ơi. Tới cổ luôn. Quá phê. Đây nha bạn. Hai chuyến không dính con gì hết trơn. Coi cái lụm con gì cái. Mình có vốn rồi đổ xăng bạn ơi. Sáng giờ chưa có con gì hết. Rồi. Tiếp tục chưa dính luôn. Chống lỏng luôn. Chùa con luôn bạn ơi. Tuốt ở trong đây mình có một cái nha bạn. Có bờ sậy này. Từ mà phát vô tới trong đây được đặt được cái bẫy. Trời ơi trời nó vất vả. Vô trong đây thì thấy chống lỏng. Nghe hiệu của bẫy bạn ơi. Trời ơi má ngựa. Má ngựa nha bạn, con ngựa đầu tiên nha. Con ngựa đầu tiên, con này tầm khoảng 5 lạng bạn ơi. Trời ơi.
một con mừng hết lớn luôn, từ sáng tới giờ từ sáng tới giờ luôn mẹ, thăm có nửa luồng bảy không dính con nào chứ. Tiếng Anh nó dính hơi nhiều bạn ơi, tiếng Anh dính số 6-7 con, tiếng Anh bên này trúng rồi. Rồi mình bắt em không ngựa ra nha bạn ơi. Trong lọt mà ép bẹt 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 ra đi, chạy chạy mày. Trời ơi, buông ra tóc chạy hơi một, bắt nó không kịp nữa luôn, dữ. Lên mặt nó luôn à, trời ơi trời, lên mặt luôn à. Rồi ỉa 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 đi, quá trời hung. Này người ta trồng khoai tây nha bạn, quá trời tốt ghê luôn. Góc đó mình có một cái đó, đây trống lỏng có bẫy rồi bạn ơi, nhà hiều bữa nay toàn là bẫy nhẹ không mà bạn, không có bẫy nặng là mình biết cái số phận của nó làm sao rồi đó. Chùa còn luôn bạn ơi, còn này tám đạn chưa có bảy đạn quá nữa, bắt rồi loại rồi, còn này vẫn có 7-8 đạn nữa, đầu bụi chập quá thấy chút cái đầu chút đại ca rồi. Ừ, nó hành còn có 7 đạn, 7 đạn mập, con này mập. Bỏ những cái bình cho má luôn con, em đặt đây đặt thưa hai cái thì rỗng đặt ngập dưới đầu dưới cái dính luôn. Ở đây làm lúa bên kia phải không? Nè lúa nè, để em đặt cái ruộng lúa nè. Bên kia có bờ có dấu đi vô mà chắc chỗ đó chỗ hôm hai ông đạo. Hôm hai, anh dời, anh dời cái ở dưới kia ra lên. Lên này đó không? Ừ, là, đó lên cái. Dài vừa bữa vô đây nhóc, hoành nhóc mà trời. Con có bảy đàn. Ừ. Đây phải ru. Hôm nay khỏe. Khỏe. Khỏe trong người. Lội mượn giờ cũng bệnh, lội không biết nhiều đường mượn, lội xong, lại giống lội xong. Lội tan, bả đặt bển, nó ra đây. Ở đây nước sạch. Không cái này đây, mà đây bữa nào này nó không phát hiện nữa là quay rồi. Ừ. Bên kia nó lấy anh cái bẫy bên kia đó. Nãy là không còn hành rồi. Chân ngã ba. Bên kia. Ờ bữa nãy đó. Ừ. Chỗ im sợ nó lấy anh bẫy. Chuyến xào thăm có khúc bên đó hết. Khúc đó gì đây hết. Bảy lạng phải gù chứ không phải sáu lần rưỡi đâu. Mập luôn. Rắn to. Sao to chắc thịt vậy. Còn rắn. Đầu bụi quá. Còn này có bảy lạng. Quá ngon. Sống. Cái này quá trúng rồi, có anh quá thắt luôn. Còn không ngựa một. Chiếc này thắt chứ sao trúng. Còn này có bảy lạng. Cắn khúc này mập nè. Mập. Nè, gió trước này gắn nhìn thấy khác bóng lưỡng ha. Mập lù. Độ tuổi. Bạn vô chạy đi đâu nữa, vô đây còn chạy đi đâu nữa, đi đâu em, vô đây thì chỉ có chạy về kia thôi. Có 4 kg không? Từ hai ngựa cũ nhà cái này có 3 kg đó. 3 kg nha, 3 kg còn kia, con kia gần 2 kg, 5 kg, 5 kg nghe hai quỳ tới 5 kg gắn nghe hai quỳ, nó dài gần 5 kg nghe chú hai. Bữa nay cái gắn này không là gần 3 kg nghe chú hai. Ừ. Cái kia tính riêng nghe chú hai. Ừ. Hàng nào tính theo hàng đó. Hàng nào tính theo hàng đấy nha. Ký hàng kia ký hơi bị bự à. cái phụ đầu á. Quải hết nổi rồi hai quy ơi. Bữa nay quải hết nổi rồi hai quy ơi. Gắn quá trời gắn hai quy ơi. Quải hết nổi rồi đó. Rồi. Tiếp tục, đây mình có một cái đó bạn ơi. Cái này hồi đó mình dính một con hổ hành nhất nè bạn,
quá trời cỏ nó mọc ghê thiệt, nhanh quá trời mưa, mưa nó mọc nhanh tấp hành luôn. Hết biết đường, hết biết chỗ nào là cái bẫy luôn, quá trời. Nhé hiều chuột con luôn bạn ơi. Rồi tới cái bẫy này bạn ơi, cái bẫy này hồi chiến vừa rồi mình thăm mình chính đại ca các bạn, đại ca bẫy lạng. Cái này có ai thăm rồi hay gì ta, sao nó nằm tuốt cái bẫy ra ngoài vậy cả. Mất tiêu con chuột các bạn ơi, mất tiêu con chuột ơi. Cái bẫy mình bị lọt rồi phải bỏ gì, mình nói sao kỳ. Mất tiêu con chuột các bạn, không biết gắn gì nó vô nó ăn. Để mình kiểm tra lại tí xíu bạn. Đây nè bạn, mình mở bao ra cho bạn xem. Trời trời, hai con. Trời ô trời, con này nó cắn chết con chuột, nó ăn không được luôn nè bạn. Lứa một nha bạn, lứa một nha. Con nhĩ con kia cỡ một à. Này mới đẻ mùa gồi quá, 5 tuổi rồi nè. Em bé nha bạn. Rồi thôi mình đem cái bẫy này đi luôn bạn ơi. Quá wow.